huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ dành nhiều sự quan tâm cho màn trình diễn của Hải Long. Căng ngang không được. Đó là tình huống cản phá của trung vệ Gian Clesio bên phía câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Ta Khuê, vẫn là Ta Khuê sút bóng. Một pha khống chế ở đẳng cấp khá cao của Ta Khuê. Sau đó thì anh đã có một cú sút từ ngoài vòng cấm. Những nhịp tầng bóng để có thể vượt qua được cả trung hiếu Kizito. Và sau đó là tung ra một cú sút. Tuy nhiên thì Ta Khuê đã đặt vào trái bóng một lực quá mạnh, khiến cho trái bóng đi cao hơn so với khung thành của thủ thành Minh Toàn bên phía câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Tình huống chuyển hướng tấn công rất tốt của Junio. Đây là Hải Long. Vẫn là Hải Long. Dứt điểm, cơ vào. Không phải là lần đầu tiên trong trận đấu này Hải Long có những tình huống quấy phá bên phía hành lang cánh phải rồi sau đó xâm nhập vào khu vực trung lộ. Sự uyển chuyển và khả năng đột phá của Hải Long rất có thể sẽ gây ấn tượng với huấn luyện viên Kim Sang-sik. Phá đỡ bước 1 là rất tốt, sau đó vượt qua được Hoàng Bảo. Sự kiểm tỏa của trung hiếu Kizito và cả sĩ giáp là không đủ để có thể ngăn cản Hải Long xâm nhập vào phía trong. Sau đó thì anh đã quyết định tung ra một cú dứt điểm. Bây giờ là tấn công dành cho đội chủ nhà. Cơ hội dành cho Ta Khuê. Không vào. Minh Toàn đã rất chủ động mang lên, làm hẹp đi góc sút của Joel Ta Khuê. Và phối hợp rất tốt giữa Denison Junior và Joel Ta Khuê. Denison Junior đã tìm ra một kẽ hở rất nhỏ. Đình Khương không thể ngăn chặn đường chuyền. Cơ hội được cho Ta Khuê ở thế 1-1. Nhưng anh đã không thể giành chiến thắng trước sự xuất sắc của thủ thành Minh Toàn. Và cướp được bóng là của Đậu Văn Toàn và bây giờ là Văn Trường. Đậu Toàn sút bóng không được. Tình huống xoay vào trong của Hải Long đã nằm trong ý đồ được đoán định trước của Trung Hiếu. Phản công cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Vĩ Hào sút bóng không vào. Đó là một tình huống tấn công có sức nặng đến từ câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Chúng ta cùng xem lại đường truyền rất tốt của Shaq Asimene dành cho Bùi Vĩ Hào băng lên từ sân nhà. Nhưng quá đáng tiếc là pha dứt điểm của Bùi Vĩ Hào đã đánh bại được thủ môn qua bàn chuẩn nhưng không thể đánh bại được cột dọc. Như Henry Rafaelson, Tuấn Anh, Tô Văn Vũ trên bàn ghế dự bị. Chính xác hơn là đưa những cầu thủ ấy lên khán đài để được nghỉ ngơi trong trận đấu cuối này. Cơ hội dành cho Tiến Linh. Không vào. Thực sự đáng tiếc cho huấn luyện viên Đức Cảnh, cho BKMX Bình Dương và đặc biệt là cá nhân của Tiến Linh. Dấu ấn thuộc về Bùi Vĩ Hào khi anh đã có một nhịp lắc để vượt qua được Văn Trường. Đường chuyền không thể ngon ăn hơn dành cho Tiến Linh. Cự ly chỉ khoảng 11 mét với một cú đệm lòng. Nhưng Tiến Linh đã đưa trái bóng bay lên trời, chứ không phải là hướng vào khung thành của Quan Văn Chuẩn. Bóng tiếp tục được mở xuống cánh phải và bây giờ lại là Bùi Vĩ Hảo. Đưa bóng nhanh vào trong. Sa Asimene. Goal! 1-0 cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương ở phút thi đấu chính thức cuối cùng hiệp đấu đầu tiên. Điều gì đến cũng phải đến và nó được mang lại bởi Bùi Vĩ Hào. Không giống như Tiến Linh, Sa Asimene đã tận dụng rất tốt cơ hội mà Bùi Vĩ Hào mang lại. Bàn thắng thứ 9 kể từ đầu mùa của Sa Asimene. Huấn luyện viên Đức Cảnh đã đúng với lựa chọn của mình, lại là một tình huống chuyển trạng thái nhanh. Lần này thì Bùi Vĩ Hào đã quyết định tung ra một đường truyền nhanh vào phía trong dành cho Sa Asimene. Văn Nam đã cố gắng lui về và có một động thái ngăn cản, nhưng bóng vẫn có thể đến với vị trí của Sa Asimene. Và cú dứt điểm gọn gàng của số 90 đã tạo ra sự khác biệt trên bảng tỷ số. Hệ thống phòng ngự của Hà Nội FC đã để lộ ra khoảng trống ở phía sau và khi họ lui về thì không còn kịp nữa rồi. Sa Asimene đã cho thấy sự lạnh lùng của mình. Bóng cũng đã khẽ chạm vào chân của cầu thủ phòng ngự bên phía câu lạc bộ Hà Nội.
nhưng ngần ấy là không đủ. Đó là sự kết nối giữa Sark Asimine và Bùi Vĩ Hào. Đây là cơ hội, Đình Hai dứt điểm, không được. Pha băng xuống của Đình Hai nhưng tình huống dứt điểm góc hẹp đâu không thể chiến thắng được thủ môn bên phía BKM Bình Dương. Đó chính là tình huống mở bóng đến từ Hùng Dũng, nhưng ở góc quá hẹp thì Đình Hai đã không thể tạo ra được một cú dứt điểm, đã tự va chạm với Trung Hiếu. Bóng được treo vào, đánh đầu, và bật cào đánh đầu khá lợi hại đến từ Sark Asimine. Đúng, ở trong trận đấu ngày hôm nay, Sark Asimine và Bùi Vĩ Hào luôn luôn tìm thấy nhau và họ đang là những cầu thủ thi đấu nổi bật bên phía BKM Bình Dương. Cánh phải luôn là cánh tấn công chủ yếu của các cầu thủ BKM Bình Dương. Hai lòng đưa bóng vào, dứt điểm, không vào. Một lần nữa thì sự xuất sắc của Minh Toàn đã bảo vệ được khung thành của BKM Bình Dương. Khá tốt, lại là sự cơ động của Bùi Vĩ Hào. Bùi Vĩ Hào với Văn Nam, vẫn là Vĩ Hào. Vĩ Hào, không vào. Không vào, không có bàn thắng cho Bùi Vĩ Hào. Một ngày cực kỳ thăng hoa của Bùi Vĩ Hào. Anh rất tự tin xử lý bóng để vượt qua được trung vệ bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Và sau đó là một cú dứt điểm bằng chân trái, bóng đi căng nhưng không hướng vào khung thành của Quan Văn Chuẩn. Ngày hôm nay Bùi Vĩ Hào đã làm khổ đối với hàng thủ của câu lạc bộ Hà Nội, đặc biệt là vị trí của Đình Hai. Tiếp tục là Duy Khánh, Tiến Linh. Bóng được chuyền cho Vĩ Hào, sút bóng. 2-0, 2-0 cho câu lạc bộ BKM Bình Dương. Cho đến lúc này phải khẳng định ngày hôm nay đã hoàn toàn thuộc về Bùi Vĩ Hào. Một màn thể hiện cực kỳ ấn tượng, một màn thể hiện cháy bỏng đến từ Bùi Vĩ Hào. Và huấn luyện viên Daiki Iwamasa thất thần bên ngoài sân. Đội bóng của ông đã phải nhận hai bàn thua bởi sự xuất sắc của Bùi Vĩ Hào. Anh là người kiến tạo bàn thắng đầu tiên, và chính anh là người vừa nâng tỷ số lên 2-0 cho BKM Bình Dương. Nếu như Vĩ Hào có một ngày rực cháy thì ngày hôm nay quả thực là một ngày không mấy vui vẻ với Đào Văn Nam và kể cả Đình Hai nữa. Bùi Vĩ Hào đang thi đấu cực kỳ tốt bên phía hành lang cánh phải của BKM Bình Dương. Một trận đấu thăng hoa của cầu thủ số 11 bên phía BKM Bình Dương, không chê bóng bằng ngực, sau đó dứt điểm rất nhanh. Pha kiến tạo rất tốt của Duy Khánh. Cú tước lòng đưa bóng đến vị trí, đến đà xâm nhập của Bùi Vĩ Hào. Sau một nhịp khống chế bằng ngực, bóng xuôi xuống và Vĩ Hào đã dứt điểm nhanh bằng chân trái. Tỷ số đã là 2-0 cho BKM Bình Dương. Glacio, Edison Junior và tạt vào trong. Đình Hai vuốt bóng, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Một trận đấu mà cho tới lúc này những diễn biến đáng chú ý nhất đều ghi tên của Bùi Vĩ Hào. Thực sự trớ trêu. Cú vuốt bóng của Vũ Đình Hải, bóng đã chạm vào tay của Bùi Vĩ Hào trong vòng cấm của câu lạc bộ BKM Bình Dương. Góc máy này đã chỉ rõ tất cả. Quả phạt đền là xứng đáng để dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Hà Nội FC đứng trước cơ hội để rút ngắn tỷ số và vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước. Tuấn Hải, 1-2. Quả đá phạt đền thành công của Tuấn Hải, cách biệt chỉ còn lại là một bàn. Với việc có bàn thắng rút ngắn tỷ số sẽ giúp cho tinh thần của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội thi đấu khởi sắc hơn. Còn những phút còn lại, nụ cười đã xuất hiện trên môi của Bảo Hiển, một người đã luôn đau đáu vì câu lạc bộ Hà Nội. Và ngày hôm nay thì cuối cùng ông cũng đã được nở một nụ cười khi mà Tuấn Hải đã ghi bàn. Đã có rất nhiều những thông tin về việc Tuấn Hải sẽ tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ Hà Nội xuất hiện trong những ngày gần đây. Và bây giờ thì chính anh là người đã bước lên thực hiện thành công của đá phạt đền, rút ngắn được cách biệt cho câu lạc bộ Hà Nội.
khí thế đang lên. Đường truyền dành cho Tuấn Hải. Vẫn là Tuấn Hải vượt qua được San Gresio. Tuấn Hải chuyền bóng vào. Như vậy đã có bàn thắng dành cho các thủ câu lạc bộ Hà Nội, nhưng rất tiếc là bóng đã ra ngoài sân rồi. Trọng tài Trần Đình Thịnh đã cắt còi. Ông xác định sẽ là phát bóng lên được dành cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Hãy cùng chờ những góc máy quay chậm để xem chuyện gì đã thực sự xảy ra. Tuấn Hải đã vượt qua được Gian Clesio, sau đó cũng vượt qua cầu thủ bên phía câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Đúng như vậy, bóng đã đi hết đường biên ngang. Bàn thắng không được công nhận cho dù bóng đã lăn vào lưới. Sau nỗ lực của Tuấn Hải, anh đã vượt qua được cả Thành Kiệt. Nhưng tình huống căng ngang vào trong. Trước đó thì Tuấn Hải đã không thể giữ trái bóng ở lại trong sân. Bóng đã không thể đến với vị trí của Delison Giro. Văn Quyết! Đúng là khi câu lạc bộ Hà Nội đưa vào những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm thì họ đã chiếm đến hoàn toàn thế trận đối với BKMX Bình Dương. Những cái gật đầu của huấn luyện viên Kim Sang Sích. Và chúng ta một lần nữa thấy được dấu ấn của Văn Quyết. Một pha di chuyển rất khôn ngoan. Những cầu thủ dự bị được tung vào sân bên phía câu lạc bộ Hà Nội đã cùng nhau mang tới bàn thắng này. Quả tạt như đặt của Xuân Mạnh. Và sau đó thì Văn Quyết đã chiếm lĩnh được vị trí với những bước di chuyển thông minh, cho dù người theo kèm với anh là Gian Clesio. Một cú đánh đầu đẳng cấp, bóng đi chéo góc và khiến cho thủ thành Minh Toàn không thể cản phá. Rất tốt. Lại là Văn Quyết. Vẫn là Văn Quyết. Đường truyền dành cho Tuấn Hải. Xử lý. Dứt điểm kỹ thuật. Không vào. Dứt điểm tiếp. Vẫn không vào. Tuấn Hải. Ba cú đá liên tiếp, một trong số đó đã đưa bóng đập trúng cột dọc. Hà Nội FC tấn công ao ạt. Những cơn sóng liên tiếp ập tới với khung thành của BKMX Bình Dương. Đáng chú ý nhất là cú dứt điểm của Tuấn Hải sau khi anh nhận đường truyền của Văn Quyết. Một cú dứt điểm bằng lòng trong chân phải rất kỹ thuật. Những đầu ngón tay của Minh Toàn đã cứu thua cho đội khách. Và phần nào đó cũng là sự hỗ trợ của cột dọc. Rất may cho BKMX Bình Dương là họ chưa phải nhận bàn thua thứ ba. Sự hứng khởi ở quãng nửa sau của hiệp 2 này là cực kỳ đậm nét. Và nó đến từ đôi chân của các cầu thủ bên phía đội chủ nhà, câu lạc bộ Hà Nội. Sang Asimene, không vào. Cú đá khá nguy hiểm được tạo ra bởi Sang Asimene. Cú đá có lực tốt nhưng bóng đã đi không trúng đích. Khá tốt, Duy Thường. Cơ hội được trao cho Sa Asimene. Xử lý như thế nào? Dứt điểm. Vĩa sự khiến cho sân vận động Hàng Đẫy trở nên im hơi lặng tiếng với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2. Ngày hôm nay số phận đã lựa chọn Bùi Vĩ Hào trở thành nhân vật chính của trận đấu. Hệ thống phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội đã không thể đứng vững trước một pha bóng tấn công đến từ câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Lần này thì Bùi Vĩ Hào đã đứng ở khu vực trung lộ. Cánh phải được nhường lại cho Duy Thường. Bóng đã được chuyền đến vị trí của Sa Asimene. Số 90 chơi đồng đội. Anh không dứt điểm. Mà thay vào đó là trao lại cơ hội cho Vĩ Hào. Sau nhịp dứt điểm đầu tiên của Vĩ Hào, anh bị cản phá bởi Xuân Mạnh.
bóng đã bật ra. Và thêm một lần nữa thì cái chân trái của Vĩ Hào đã mang tới bàn thắng cho BKMX Bình Dương. Một ngày hứng khởi trên sân vận động Hàng Đẫy cho tới lúc này, và niềm vui đang thuộc về phía đội khách. Một cú đúp cho riêng mình rất nguy hiểm. Dứt điểm không vào, thêm một pha dứt điểm nó vẫn vào. 3-0. Quá hứng khởi, quá công hiến, và thực sự mát mắt. Davidson Junior đã gỡ hòa 3-0 cho câu lạc bộ Hà Nội ở phút 87, 2 phút sau khi Bùi Vĩ Hào ghi bàn. Một cái thở phào đến từ Bầu Hiển. Thôi thì sau cùng các cầu thủ con cưng của ông cũng đã gỡ hòa. Davidson Junior dù bị đau, dù phải bước đi với những bước tập tễnh, nhưng vẫn có thể tận dụng được cơ hội được trao lại bởi Tuấn Hải. Hai đội bóng đã mang tới cho chúng ta 6 bàn thắng chia đều cho cả hai đội. Lại là xuất phát từ Xuân Mạnh bên phía hành lang cánh phải. Tuấn Hải ở góc hẹp đã không thể thắng được Minh Toàn. Khả năng tạt bóng của Xuân Mạnh thực sự xứng đáng được chấm điểm ưu với những gì đã thể hiện trong hiệp 2. Minh Toàn đã chơi xuất sắc ở góc gần, nhưng cú đá bồi ở cự ly gần của Davidson Junior là không thể cản phá. Hệ thống phòng ngự của BKMX Bình Dương cũng hoàn toàn mất phương hướng, xuất phát từ quả tạt của Xuân Mạnh rồi cả cú dứt điểm của Tuấn Hải. Và nhiệm vụ còn lại với Davidson Junior là cực kỳ dễ dàng. Một trận đấu mà các mũi nhọn của câu lạc bộ Hà Nội đã thay nhau nâng số bàn thắng của mình ở mùa giải này lên. Văn Quyết và Duy Thường khá tốt, sút bóng penalty. Đây rồi, tình huống quyết định của trận đấu là đây. Gian Clesio hiểu rằng anh không có gì để thanh minh cả. Cú đá của Hài Lòng đã bị ngăn cản bởi cánh tay của Gian Clesio. Pha đỡ bước một rất vuông vức và sau đó là dứt điểm quyết đoán. Bóng đã đi thẳng vào tay của Gian Clesio trong vòng cấm của câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Và bây giờ là Văn Quyết. Văn Quyết không vào. Không thể hay hơn, không thể hấp dẫn hơn, và không thể tiếc nuối hơn được nữa. Dành cho Bầu Hiển, dành cho Hà Nội FC, và dành cho biểu tượng của họ, đó là Văn Quyết. Cơ hội để tấn công dành cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Đình Hải sẽ phải nhận một chiếc thẻ vàng đến từ trọng tài Trần Đình Thịnh. Và đó là thẻ vàng thứ hai của Đình Hải. Một pha vào bóng trên phần quyết liệt. Người đã bị đau đó là Trần Duy Khánh. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Hai đội bóng Hà Nội FC và BKMX Bình Dương đã mang tới một trận cầu đầy tình công hiến với 3 bàn thắng cho mỗi đội. Văn Quyết đã bỏ lỡ cơ hội để mang tới chiến thắng trong ngày hạ màn V-League 1 cho câu lạc bộ Hà Nội. Rất đáng tiếc cho Hà Nội FC là họ đã không thể có được chiến thắng trong trận đấu ở vòng đấu cuối cùng này với V-League 1 2023-2024. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.